Lịch thi đấu vòng 1/8 Euro 2021 diễn ra từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6, với sự góp mặt của 16 đội tuyển xuất sắc nhất như Italia, Bỉ, Bồ Đào Nha đã giành vé vượt qua vòng đấu bảng. Sau loạt trận vòng bảng diễn ra đầy hấp dẫn, 16 đội tuyển xuất sắc nhất giải đấu năm nay đã chính thức được xác định bước vào vòng 1/8 Euro 2021 hay còn gọi là vòng knockout. Các trận đấu vòng 1/8 vòng chung kết Euro 2021 diễn ra 23 giờ và 2 giờ từ ngày 26 tháng 6 đến 30 tháng 6. Các cặp thi đấu một lượt trận, đội tuyển giành chiến thắng ở mỗi cặp đấu sẽ có vé vào vòng bán kết Euro 2021. Các đội dẫn đầu bảng, bảng A Italia, bảng B Bỉ, bảng C Hà Lan, bảng D Anh, bảng E Thụy Điển, bảng F Pháp. Các đội nhì bảng, bảng A xứ Wales, bảng B Đan Mạch, bảng C Áo, bảng D Croatia, bảng E Tây Ban Nha, bảng F Đức. Các đội đứng thứ ba, bảng A Thụy Sĩ, bảng C Ukraine, bảng D Cộng Hòa Séc, bảng F Bồ Đào Nha. Lịch thi đấu vòng 1/8 IUAO 2021 26 tháng 6 năm 23 giờ xứ Wales với Đan Mạch trực tiếp trên VTV6. 27 tháng 6 2 giờ Italia với Áo trực tiếp trên VTV3, 23 giờ Hà Lan với Cộng hòa Séc trên VTV6, 28 tháng 6 2 giờ Bỉ vs Bồ Đào Nha trên VTV3, 23 giờ Croatia với Tây Ban Nha trên VTV6, 29 tháng 6 2 giờ Pháp với Thụy Sĩ trên VTV3, 23 giờ 00 Anh với Đức VTV6, 30 tháng 6 2 giờ 00 Thụy Điển với Ukraine trực tiếp trên VTV3.